Chào các bạn, mình là San, các bạn đang lắng nghe San Huyên Podcast. Feel like falling deeper, cold and nice, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. Bây giờ thì chắc là nhiều bạn cũng đang chuẩn bị về quê ăn Tết rồi đúng không? San thì cũng đang ở nhà và chuẩn bị đón Tết rồi các bạn. San biết rằng có rất là nhiều bạn thì không có về quê ăn Tết dịp này được. Có thể là các bạn đang ở nước ngoài này, hay là các bạn đang ở một thành phố khác. Có nhiều lý do chúng ta không thể nào về quê được, đúng không nào? Không biết là cảm xúc của các bạn đang như thế nào nhỉ? Thì ngày hôm nay thì San có một người bạn, San mời đến đây để cùng trò chuyện. Và San thực sự rất là tò mò, không biết rằng liệu cô ấy sẽ có cảm xúc như thế nào khi đón Tết xa nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón và làm quen với bạn Nguyễn Vi Thảo Trang. Chào Trang. Hello Sun. Hello. Xin chào mọi người. Hello. Thảo Trang đang ở đâu ấy nhỉ? Hiện tại thì mình đang sống và làm việc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Mình và Thảo Trang thì là bạn từ hồi đại học. Hai đứa mình là cùng quê. Đúng rồi. Cùng quê ở Hà Tĩnh. Đó, và Thảo Trang thì vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành ngôn ngữ tại Hàn Quốc. Chính xác. Chị Thảo Trang có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà chị học ở Hàn Quốc và chị đã sang từ năm bao nhiêu, rồi một số những thông tin hiện tại cho các bạn có thể biết thêm nhiều hơn về Thảo Trang được không nào? Mình bắt đầu sang Hàn vào tháng 6 năm 2017. Tính đến bây giờ cũng đã gần hơn 5 năm rồi. Sau khi sang Hàn Quốc thì mình có học tiếng một năm tại trường Đại học Trung An. Và sau đó thì cho đến năm 2021, tháng 2 năm 2021 thì mình đã hoàn thành xong luận văn thạc sĩ và tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Đông Quốc Seoul. Vì tình hình dịch bệnh mình chưa có thể về Việt Nam ấy, vì vậy nên là từ 2021 cho đến bây giờ thì mình vẫn đang ở Hàn Quốc. Và công việc chính của mình đó chính là giáo viên dạy tiếng Hàn freelance. Tức là mình không có làm việc ở các tổ chức khác mà mình chỉ mở lớp và mình có hướng dẫn cho các bạn đang theo học tiếng Hàn thôi. Một cô gái yêu thích tiếng Hàn đúng không? Và thật sự là 5 năm cũng là một khoảng thời gian không hề ngắn đâu nhỉ. Chắc là chị cũng đã quen với cả cuộc sống ở bên đấy chưa? Lúc mà mới sang ấy thì có khó khăn gì không ta? Nói chung là những cái tiện ích chẳng hạn thì những cái đấy nó sẽ không có bất kỳ một cái vấn đề gì. Nó không làm cho mình cảm thấy bất tiện. Tuy nhiên, Trang nghĩ rằng là cái khó khăn nhất khi lúc mà mình vừa mới sang Hàn Quốc, tức là mình đến một đất nước khác, đó chính là cái ngôn ngữ. Thì có thể là mình không có biết rõ cái ngôn ngữ của người ta ấy. Vì vậy nên là sẽ có rất là nhiều những cái rào cản trong cái việc mà mình giao tiếp cũng như mình sinh sống tại đất nước đấy. Bây giờ thì có lẽ là nhiều bạn rất là tò mò về cuộc sống hiện tại. Và không biết là Thảo Trang có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của bạn được không? Như là routine thường ngày, rồi là thời tiết bây giờ như thế nào, rồi là một chút dự định của bạn trong tương lai khi mà về Việt Nam. Trước hết thì mình nói về thời tiết các bạn nhé. Bây giờ đang là mùa đông ở bên Hàn Quốc và nhiệt độ đang là âm 4-5 độ gì đấy. Em rất thích mùa đông luôn ấy. Em thích tuyết rồi ấy. Mà mặc dù em không chịu được lạnh đâu. Thực ra ở Việt Nam mình thì không có tuyết đúng không các bạn ơi? Nếu mà có tuyết thì là ở Sapa này. Đúng không nào? Thì không có phổ biến lắm. Vì vậy nên lúc nào chúng ta cũng bảo là trời ơi mình rất là muốn thấy tuyết. Trời ơi mình muốn là đi dạo ở trong cái trời tuyết. Đúng không? Thế nhưng mà thực tế rằng là vào những cái ngày tuyết rơi thì rất là nguy hiểm. Bởi vì là khi mà ngày tuyết rơi nhiều các bạn ơi là xe cộ trên đường là có thể là sẽ bị tai nạn rất là nhiều này. Rồi là trơn trượt này. Vì vậy nên là lúc nào đi ngoài đường cũng phải cẩn thận cả các bạn. Đó. Nhưng mà thật sự là nó cũng rất là đẹp các bạn nhé. Khi mà mình ngồi trong nhà mình nhìn ra bên ngoài thì rất là đẹp. Thế nhưng mà mình ra bên ngoài thì đúng là một cực hình luôn các bạn. Và thường thì vào trước ngày tuyết rơi và sau ngày tuyết rơi thì nhiệt độ nó sẽ giảm xuống rất là mạnh và những cái ngày đấy cực kỳ lạnh luôn các bạn. Hôm nay thì không có tuyết nhưng mà Trang cảm giác rằng là cái mùa đông năm nay ý, so với các cái năm khác mà Trang đã từng ở Hàn Quốc thì nó lạnh hơn rất là nhiều và tuyết cũng rơi rất là nhiều. Và vì vậy những cái ngày đấy thì chỉ có là ngồi trong chăn thôi các bạn ơi, không có dám đi ra ngoài luôn ấy, không có ngồi trên bàn học cũng lười nữa là hầu như lúc nào cũng chỉ là ngồi trong chăn thôi các bạn. Nói về cái routine của mình thì tháng 9 năm 2021 là cái routine của mình đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì từ cái giai đoạn đấy thì mình bắt đầu học tiếng Nhật vào mỗi buổi sáng ở trường Đại học Waseda, học online. Mình cũng không có thời gian để ngủ trưa luôn. Mình ăn trưa xong thì lúc đấy mình sẽ phải chuẩn bị tài liệu cho các cái lớp mà mình dạy vào buổi tối. Thì bình thường là mình có dạy 2 lớp, vì vậy nên là phải chuẩn bị. Rồi là cũng như là chấm bài cho học sinh. Đó, thì có những cái hoạt động như vậy. Rồi là đến chiều nếu mà có thêm thời gian thì mình có thể là ở nhà mình tập yoga một chút hoặc là mình thiền một chút. Hoặc là nếu mà thời tiết cũng không quá lạnh ấy, thì mình sẽ ra ngoài mình đi dạo đó. Nhưng mà đợt này thật sự rất là lạnh nên là không thể nào mà đi ra ngoài được các bạn ạ.
Sau đó buổi tối thì mình dạy từ 9 giờ đến 11 giờ, dạy các bạn học sinh. Và sau khi dạy xong thì mình có thể làm một vài ván game với cả bạn của mình. Đó, thì giờ đi ngủ thôi. Có một sự khác biệt rất là lớn. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa Thị Sun và chị Thảo Trang, đấy chính là game ạ. Vâng, Sun thì không hề chơi game luôn và không có một cái app game nào khiến mình thú vị. Nhưng mà Thảo Trang đã tìm được một người trong mộng của mình qua game đấy các bạn. Tình yêu xuất phát từ game nha các bạn. Vượt qua tất cả mọi không gian, thời gian và địa lý luôn. Chắc là chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời gian tới nha các bạn. Ok. Thật sự thì có rất là nhiều bạn mà đang hay thường xuyên lắng nghe Sunwin Podcast ấy. Cũng có nhiều bạn đang ở Hàn Quốc nha. Những người xem nhiều nhất là người ở Việt Nam, thứ hai là ở Nhật và thứ ba là ở Hàn Quốc. Và cũng rất là nhiều bạn đang nghe cực kỳ muốn du học và cũng thích đến Hàn đấy. Còn riêng bản thân Sun thì lại rất thích đến Hàn để du lịch mùa nghèo đấy. Tại vì đã rất là muốn đi cái hồi mà hoa, cái mùa hoa anh đào rồi là cái mùa thu ấy chị. Hai cái mùa nó đẹp đẹp đó chị. Nên là em thực sự rất là muốn được đến đấy một lần mà chưa có dịp sang nhở. Bao giờ hết corona thì chúng ta đi. Thật ra thì chị Thảo Trang hơn mình 1 tuổi các bạn. Nhưng mà bọn mình rất là hay gọi ngang mày tao. Nhưng mà thôi bây giờ mình lịch sự, mình gọi chị cho okay. Nó lịch sự nhỉ. Bọn mình thì ngày xưa cùng học ở trường Học viện Ngân hàng. Và cùng tham gia câu lạc bộ guitar của trường Học viện Ngân hàng. Cùng hát một bài hát Beautiful Girl All over the world I could be chasing but my time would be wasted. They got nothing on you baby. Nothing on you. Trời ơi, chắc là hôm nào chị em mình phải làm live show cho các bạn khi mà chị về Việt Nam nhỉ? Đồng ý luôn. Thì không biết là chị có dự tính là về quê không? Về quê ăn Tết không chị? Năm nay này. Thực ra thì năm nay á, mình không có về quê ăn Tết. Và cái lý do ở đây thì thực sự là một câu chuyện rất là buồn luôn các bạn ơi. Câu chuyện buồn của Trang. Năm nay mình 27 tuổi rồi nhưng mà mình chưa có được lấy chồng. nên là mình không có dám về quê các bạn ạ. Trời ơi. Câu chuyện này là nhiều bạn cũng buồn luôn ấy chị ơi. Đúng rồi. Đùa với các bạn một chút thôi. Thì bây giờ tình hình dịch bệnh cũng đang kéo dài ấy. Vì vậy nên là để mà chúng ta có thể quyết định về Việt Nam trong một dịp Tết này cũng là một trong những điều mà thật sự rất là khó khăn. Chúng ta ra sân bay này, xong rồi là lên máy bay này, xong rồi về này, rồi là cách ly này. Thì cả những cái quá trình như thế cũng rất là nguy hiểm ấy các bạn ơi. Vì vậy Trang nghĩ rằng là thật sự là để mà về quê ấy, quyết định về quê thì phải là một cái sự dũng cảm, rất là dũng cảm luôn các bạn. Thực sự thì San cũng hiểu rằng khoảng thời gian này có nhiều bạn cũng muốn về quê lắm. Nhưng mà bây giờ Covid mà rất là khó khăn. Thành ra là chắc là chúng ta sẽ đón Tết ở một nơi khác. Nhưng mà không biết là đây là lần thứ mấy mà chị Trang đã ăn Tết ở xa nhà rồi. Và cảm xúc của Thảo Trang bây giờ như thế nào? Mình sang Hàn cũng hơn 5 năm rồi. Mình chỉ về Việt Nam ăn Tết một lần duy nhất vào năm 2020. Tức là cái năm mà trước khi có Covid đó các bạn. Đó. Còn lại là những cái năm khác thì mình thường về vào mùa hè. Nghĩa là đã có rất là nhiều năm Thảo Trang ăn Tết ở xa nhà ở Hàn Quốc rồi đúng không? Thì đối với những cái dịp như thế thì các bạn ở bên đấy thì bạn hay làm gì để đón Tết vậy? Năm đầu tiên ấy, năm 2018 là mình có tham gia đón giao thừa, ăn bữa cơm giao thừa cùng với các bạn và các anh chị ở trong hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Trung An. Thì lúc đấy thật sự là mọi người quây quần với nhau và làm rất là nhiều món ăn ngon, làm bánh chưng, rồi giò, mà không biết là các anh chị đã mua ở đâu. Rồi là mọi người cùng chơi với nhau này, rồi là cùng nhau lì xì này, chúc Tết này, rất là vui. Nhưng đến năm 2019, Tết năm đó thì mình lại không có tham gia cùng với các anh chị bên Trung An nữa bởi mình đã sang trường khác. Thì hồi đấy là mình không có tham gia nhiều trong hội sinh viên nên là đêm giao thừa ấy thì chỉ có là cùng với các bạn, những người bạn thân thiết là ăn một bữa cơm thôi, một bữa cơm quây quần với nhau ngồi ăn như vậy thôi. Cũng trưởng thành rồi mà các bạn, vì vậy nên là Tết dần dần nó cũng trở nên yên tĩnh hơn. Kiểu những người con xa quê và cùng nhau ăn một bữa cơm ha. Đã là một điều rất là tuyệt vời rồi. Và còn năm nay thì sao? Năm nay thì dự định của Thảo Trang sẽ đón Tết như thế nào? Bạn có ý định gì đặc biệt không? Hay là vẫn là một bữa cơm ấm áp? Năm nay thì cũng chỉ là một bữa cơm ấm áp xung vầy bên cạnh bạn bè thôi, chứ cũng không có một cái kế hoạch gì đặc biệt cả. Thực ra ở nước ngoài các bạn, người ta cũng ít có tổ chức cái Tết âm lịch.
Bên đấy thì họ sẽ vẫn chuộng Tết dương lịch hơn đúng không? Đúng rồi, bên này thì người ta cũng tất nhiên cũng nghỉ Tết, thế nhưng mà không có nghỉ nhiều ấy. Vì vậy nên là giao thừa thì mọi người ăn với nhau một bữa cơm, xong rồi là sáng mùng 1 có thể rủ nhau đi ra quán ăn Việt Nam, rồi là mọi người nói chuyện với nhau, đó rồi về nhà thôi. Và Thảo Trang thấy là có cái sự khác biệt gì giữa Tết xa nhà và Tết ở nhà vậy? Ở nước ngoài thì thực ra nó không có không khí các bạn ơi, mình cũng không biết là Tết nó đã cận kề rồi. Thế nhưng mà khi ở Việt Nam các bạn đấy bắt đầu chúng ta đếm ngày hai mấy Tết rồi đúng không? Rồi là chúng ta chuẩn bị này, mình chuẩn bị gọi là lau nhà này, đi mua cây đào, đi mua hoa, mua hoa mai, hoa đào này, rồi mua bánh kẹo chuẩn bị cho Tết này. Thì tất cả những cái sự chuẩn bị đấy nó cũng góp phần làm cho chúng ta cảm nhận được rằng là cái không khí Tết nó đã gần kề rồi, làm cho mình sao xuyến hơn rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Thật sự thì em cảm thấy là Tết ý, ở Việt Nam thì nghỉ đâu đấy 7 ngày, tầm đấy 7 đến 10 ngày. Thì em cảm giác là cái không khí Tết mà nó nhiều nhất ý, là khoảng thời gian chuẩn bị Tết, trước Tết ý. Đúng không? Khi mà mình kiểu đi mua hoa với mẹ, rồi chuẩn bị những món ăn, rồi là lau dọn nhà, những cái cảm xúc đấy là nó thật sự rất là Tết luôn ý. Còn khi mà mùng 1, mùng 2, mùng 3 xong cái là thấy hết Tết rồi. thấy kiểu là mặc hết quần áo, mặc hết đồ rồi, thấy không có gì mấy nữa các bạn. Và không biết là điều gì với Thảo Trang thì bạn cảm thấy nhớ nhất khi mà bạn đón Tết ở Việt Nam? Bây giờ thì Thảo Trang đang ở Hàn Quốc rồi đúng không, thì cũng nhiều năm không được đón Tết ở nhà, thì điều gì khiến bạn nhớ nhất? Giống như Xuân nói lúc nãy thì là Xuân thích cái cảm giác mà đi chợ mua hoa đào, hoa mai, rồi đi chợ Tết, rồi là chuẩn bị cho ngày Tết đúng không nào? Thì Trang cũng có cái cảm giác như thế. Mỗi lần mà Tết đến xuân sang là mình đều có cái cảm giác đó. Mình đều rất là xao xuyến khi mà nghĩ đến những cái giây phút đấy. Đó chính là cái lúc khi mà ở nhà mình cúng xong giao thừa ấy, thì lúc đấy sẽ cùng lên nhà ông bà nội của mình để ăn một bữa cơm giao thừa, quây quần ngồi bên cạnh nhau và nói chuyện với nhau. Ông bà nội của mình đã rất là lớn tuổi rồi nhưng mà cực kỳ minh mẫn luôn. Ông nội của mình năm nay 98 tuổi, bà nội của mình cũng hơn 90 tuổi rồi. Thế nhưng mà năm nào bên nhà ông bà cũng chuẩn bị là một mâm bánh ngào với cả là xôi các bạn. Thì không biết là các bạn có biết bánh ngào không? Chia sẻ cho các bạn thì món bánh ngào là một trong số những món mà rất là được yêu thích ở Hà Tĩnh quê mình đúng chị. Đấy là một loại bánh mà được làm từ bột nếp chị nhỉ? Và nấu cùng với mật ong, cho thêm một ít gừng, nấu thành một bát chè nóng có gừng, dẻo dẻo đó, xong thêm một chút lạc vào, gọi là đậu phộng đó. Thì đó là một món rất là ngon ở quê chúng ta đúng không? Thì gia đình chị là hay thường nấu món đấy vào dịp Tết à? Gia đình chị là đại gia đình ấy, tức là sẽ gồm gia đình ông bà này, rồi là gia đình của nhà chị và gia đình của nhà chú chị là sống trong một cái khuôn viên như thế. Và sau khi mà gia đình bên chú và gia đình mình đã cùng giao thừa xong ấy, thì mọi người sẽ tập trung sang nhà của ông nội và sẽ cùng ngồi quây quần với nhau, rồi là ăn bữa cơm đầu năm, cái kiểu như vậy đó. Cái cảm giác khi mà được ngồi quây quần với mọi người ấy, rồi là nắm lấy bàn tay của ông bà nội mình ấy. Bàn tay của ông bà nội mình kiểu già rồi nên là hơi nhăn nheo một chút, nhưng mà rất là ấm áp. Và mình cảm giác rằng là đó chính là cái khoảnh khắc mà thật sự dù sau này mình có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, mình có già đi chăng nữa, thì nó sẽ là một cái khoảnh khắc, một cái cảm giác mà mình không thể nào quên được luôn. Em thì ông bà của em không có ở gần. Nếu như mà thường thì em sẽ về trước hoặc là sau. Như là quê ngoại của em thì cách khoảng 20-30 cây. Còn quê nội thì xa hơn, đâu đấy 50 cây, 60 cây. Đó, thành ra là khi chị nói như vậy thì em cũng cảm thấy hơi ghen tị một chút. Kiểu em cũng muốn có cái cảm giác đấy. Thực ra trước đây em cũng trước đây thì bọn em cũng có cái tục lệ này và với ông bà. Nhưng mà đây là ông bà bác, nghĩa là ông bà là anh trai ruột của ông nội em. Đó thì có một cái là ông ở ngay gần luôn. Ông ở ngay gần, ông chỉ cách khoảng 2-3 cây thôi. Và ông cũng là người mà ngày xưa đã dạy học cho em rất là nhiều, rồi dạy cho cả anh trai em nữa. Nhưng mà cách đây một vài năm thì ông đã đến với một thế giới mới rồi, nên là không còn được đến gặp ông vào mỗi đêm giao thừa nữa. Thì đấy cũng là một cái mà em thực sự rất là nhớ. Và em cảm thấy rằng là có nhiều điều rất là bình thường nhưng mà chúng ta nên trân trọng nó. Tại vì một ngày nào đấy thì chúng ta không còn được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương nữa. Thì không hiểu sao cái cảm giác khi mà gần đến Tết rồi thì
Em cảm thấy là cái sự kết nối với những người thân yêu của mình thì nó rất là mạnh mẽ. Không biết cảm xúc của chị Thảo Trang có như vậy không? Ừ, chị cũng như vậy. Ngày Tết là ngày đoàn viên đúng không nào? Mọi người về quê này, rồi là quây quần bên nhau. Đó, một năm vừa qua đã trải qua những cái chuyện gì cùng nhau chia sẻ, tâm sự đúng không nào? Nên thật sự là vào những cái ngày cận Tết ấy, thì thường cái sự kết nối với cả gia đình mình rất là cao, rất là nhiều. Có những cái lúc mà mình nghĩ rằng là mình ở nước ngoài cũng lâu rồi nên chắc là mình đã quen với cái sự cô đơn này. Thế nhưng mà không phải như vậy các bạn ạ. Càng đến ngày Tết là mình lại càng cảm thấy là xao xuyến, mình nghĩ về gia đình của mình. Mình suy tư xem thử là bây giờ mọi người đang làm gì, không biết mọi người có nhớ mình không. Kiểu như vậy đó các bạn. Năm nay không được về thì Thảo Trang có bao giờ cảm thấy hơi buồn một chút hay là hơi nhớ nhà một chút không? Đương nhiên là sẽ rất là nhớ rồi các bạn, rất là buồn. Bởi vì mình cũng trưởng thành rồi nên mình chôn giấu cái nỗi buồn ở bên trong ấy. Nhưng mà mình cũng có một chút hơi tủi thân một chút, bởi vì bây giờ kiểu chỉ mỗi một mình ấy ở bên ngoài, không có một ai thân thiết ở bên cạnh cả. Và nếu mà được về cùng với gia đình thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, sẽ vui hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng không thể nào làm cách khác được, nên là đành phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Người trưởng thành phải làm quen với những nỗi đau đúng không chị? Không biết là nếu như mà được về Việt Nam trong thời gian sớm nhất đó, thì người mà Thảo Trang mong mỏi gặp nhất hay là điều gì mà Thảo Trang muốn làm nhất không? Trong cái khoảng thời gian này, đang rất là muốn về nhà này. Thực ra thì mình đều muốn gặp gia đình của mình, nhưng mà người mà mình muốn gặp nhất đó chính là ông nội của Trang, ông bà nội của Trang. Thì ông nội của Trang, lúc nãy Trang còn nói với các bạn là ông đã 98 tuổi rồi. Gần 100 tuổi. Đúng rồi, gần 100 tuổi. Ông rất là khỏe này, rồi là 98 tuổi rồi thì cũng không phải là kiểu quá là khỏe nữa ấy. Thế nhưng mà ông cũng rất là minh mẫn. Và lúc nào cũng khi mà gọi điện là đều hỏi là bây giờ là Trang bao giờ Trang về, rồi là Trang có định học lên hay không. Đó, thì ông thường rất là hay hỏi như thế và hỏi bao giờ lấy chồng. Đó, thì ông nội của Trang cũng là một cái người mà thật sự là đã dạy cho Trang rất là nhiều điều trong cuộc sống này. Cái cách ứng xử như thế nào, sống như thế nào, nên làm như thế nào thì tốt. Nên là Trang rất là muốn gặp ông trong cái đợt này. Gần đây thì không biết là chị Thảo Trang có nghe một ca khúc rất là hay của anh Đen. Đấy chính là câu đấy chính Đen, Đen Vô đúng không? Đúng rồi, anh Đen Vô thực ra một bài hát là Mang Tiền Về Cho Mẹ. Mà em thấy nó rất là hay. Không biết là chị đã nghe bài đấy chưa? Thực ra chị chưa có nghe tổng thể cả bài. Không sao, không sao hết chị. Không sao hết. Thế thì để em sẽ review nhẹ cho chị về bài hát này nhá. Thì đây là một ca khúc mà anh Đen nói nhiều về việc Tết này thì mình sẽ mang những điều tốt đẹp về cho gia đình thay vì mang những ưu phiền và cái sự trân trọng đồng tiền và sự nỗ lực kiếm những đồng tiền sạch và mang về sự tự hào cho gia đình. Thì một trong số đấy thì em thấy cái câu hát Mang Tiền Về Cho Mẹ rất là hay. Thì không biết là chị Thảo Trang có suy nghĩ gì về câu hát này không? Và với Thảo Trang thì suy nghĩ mang tiền về cho mẹ nó sẽ như thế nào? Thảo Trang có mang tiền về cho mẹ không? Ok. Thực ra mình cũng chưa có nghe bài hát của anh Đen ấy, chưa nghe gọi là cụ thể, nên là cũng không có rõ rằng là cái câu hát đấy là cái tổng thể bài hát có ý nghĩa gì. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe mang tiền về cho mẹ ấy, thì giống như lúc nãy Xuân nói thì mang tiền ở đây cũng không đơn giản là mang chỉ có tiền đâu, mà còn là mang những cái niềm hạnh phúc này, rồi là mang những cái thành quả mà mình gặt hái được ở trong cuộc sống, trong xã hội về để cho mẹ vui. Còn đối với riêng Trang ấy thì thật sự mà nói Trang đúng là người mang tiền về cho mẹ thật, bởi vì không có mang cho mẹ thì cũng chả biết mang cho ai cả. Bởi vì mình cũng chưa có lập gia đình, với cả là mình thì mình vẫn luôn luôn mong muốn rằng là bố mẹ mình luôn luôn có tiền để tiêu thoải mái và luôn luôn tự hào về những điều mà mình đã làm được. Bố mẹ Trang thì không có làm việc ở công ty, vì vậy nên là không có lương hàng tháng ấy. Đó, nhưng mà để mà Trang có thể là được học tập này, rồi là được đi du học này, thì bố mẹ Trang cũng đã rất là nỗ lực rồi. Vì vậy nên là lúc nào trong mình cũng có một cảm giác rằng là mình sẽ phải thành công, mình sẽ phải kiếm được tiền để mình trả lại những cái công ơn đấy cho bố mẹ, để mình báo hiếu với bố mẹ của mình. Vì vậy nên là Trang rất là đồng cảm với cái câu là mang tiền về cho mẹ. Trong gia đình Trang là con cả đúng không? Ừ, đúng rồi, Trang là chị cả và phía sau còn em trai nữa.
Thì hiện tại thì Trang sẽ là người kinh tế của gia đình. Đúng rồi. Và Trang sẽ mang tiền về cho mẹ. Chính xác. À, tuyệt vời, tuyệt vời. Một tràng vỗ tay cho cô thạc sĩ ngành ngôn ngữ tiếng Hàn. Nói chung là cuộc sống cũng sẽ có rất là nhiều những khó khăn khi mà chúng ta trưởng thành và lớn lên, đặc biệt là chúng ta phải đi xa nhà này, chúng ta đến một nơi rất là lạ lẫm, phải làm quen với một nền văn hóa mới. Nhưng mà thật sự khi mà nghe chị Trang chia sẻ như vậy thì San cũng rất là vui và vui cho chị, vui cho Trang, tại vì là hiện tại thì Trang cũng đã tự lập được và cũng có thể có tiền và cũng có thể có cuộc lo cho mình, đúng xong rồi thì có thể mang tiền về cho mẹ ha. Ngoài ra còn mang cả người yêu về cho mẹ nữa. À, ok, chủ đề này có vẻ như là một chủ đề mà các bạn cũng rất là quan tâm đấy. San nghĩ là nếu như mà các bạn thích ý, và chị Trang cũng thích chủ đề này thì chúng ta có thể mời chị Trang vào một số cụ thể hơn cho phần tình cảm ha. Nhưng mà nếu như các bạn muốn tìm hiểu nhiều thêm về Thảo Trang và cũng như là học hỏi thêm từ việc học tiếng Hàn đúng không, thì các bạn có thể follow kênh YouTube Hello Tracy của chị Thảo Trang mà San sẽ để ở phần mô tả của video này nhé. Không biết là có một vài những dự định nào của Thảo Trang trong thời gian tới như là việc về Việt Nam hay không? Hiện tại thì mình không thể nói sang Nhật bởi vì là người ta vẫn đang cấm visa mới các bạn. Đó. Và mình cũng đang ở Hàn Quốc với visa gọi là chờ về máy bay về Việt Nam. Vì vậy nên là sắp tới đây thì mình sẽ về Việt Nam. Tuy nhiên là cái câu chuyện là về Việt Nam ở đâu, như là ở Hà Nội hay Sài Gòn, thì mình vẫn đang rất là suy nghĩ. Bởi vì ở đâu thì cũng có cái hay cả, nên là cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và mình dự định về trong khoảng thời gian một năm. Thì trong khoảng thời gian một năm đó, mình sẽ dành thời gian để mình nghỉ ngơi, rồi là có thể mình đi du lịch với gia đình bạn bè ở đó. Tất nhiên là mình vẫn duy trì các cái lớp học của mình, và mình cũng sẽ dành cái thời gian đó để mình học cái chuyên môn mà sau này mình lên tiến sĩ, thì để nó tạo cái tiền đề sau này mình đi học mình sẽ không có bị quá là khó khăn ấy. Đó chính là những cái dự định trong vòng một năm tới của mình. Rất là mong cho những cái dự định sắp tới của Thảo Trang được như mong đợi, và chúng ta sẽ gặp nhau ở Việt Nam trong thời gian tới nha. Hy vọng là nếu như mà chị có về Hà Nội thì cũng ghé qua Sài Gòn một chút, và mình sẽ đưa bạn đi ăn bún bò nha. Ok. Rất là cảm ơn ngày hôm nay khách mời chị Thảo Trang đã cùng nhau trò chuyện rất là vui về chủ đề Tết xa nhà. Và San cũng rất là mong qua podcast này thì các bạn đang sống ở xa nhà, các bạn không thể nào về quê ăn Tết dịp này, thì các bạn cũng sẽ có một chút sự chia sẻ và cũng có một chút sự gần gũi khi bạn lắng nghe podcast này. Và không biết là chị Thảo Trang muốn dành một lời cuối cùng nào đến với tất cả các bạn đang lắng nghe San Hên podcast không nè? Trước tiên thì Trang muốn gửi lời cảm ơn đến Thị Sun vì đã mời Trang góp giọng ở trong podcast này. Và các bạn cũng biết mà đúng không, Thị Sun YouTuber nổi tiếng đúng không ạ, TikToker được người nổi tiếng mời có phải là trận đòa đó các bạn ơi. Cảm ơn Thị Sun này, và cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe Sun Hin podcast, lắng nghe cái câu chuyện mà chị em mình vừa chia sẻ. Và điều mà Trang muốn gửi gắm đến với các bạn đó chính là dù có chuyện gì khó khăn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì các bạn cũng đừng quên luôn luôn giữ được cái niềm tin và cái sự lạc quan tích cực của mình các bạn nhé. Và chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và thành công. Rất là cảm ơn ngày hôm nay đã có sự xuất hiện của chị Thảo Trang, và San rất là mong các bạn yêu thích số podcast này. Đây là lần đầu tiên mà San phỏng vấn một vị khách, và nếu như các bạn yêu thích thì sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều vị khách khác cùng nhiều chủ đề mới hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau. Bye bye. Bye bye. 많이 사랑해 주세요. 많이 많이 차 많이 사사 많이 사랑해 주세요. Okay. 많이 사랑해 주세요. Bye bye mọi người. Let me go for one day. Let me lose myself again. Give me something for the pain. Always trying to pretend that I'm not living just a lie. Broken heart and shattered lives. Let me go for one day. Let me lose myself.